Vâng, tiếp tục hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn biệt thự vị trí rất là đẹp cho quý anh chị nào yêu thích biển. Một căn biệt thự mái Nhật nằm cạnh bờ biển luôn quý anh chị ha, cách bờ biển đúng 20 mét thôi. Đây, đi ra biển 20 mét. Đứng đây và thấy biển luôn quý anh chị. Căn nhà hôm nay nằm vị trí trục đường 7m5, vỉa hè 5m mỗi bên. Đây, một căn nhà hiếm có, căn biệt thự. Căn biệt thự chúng ta vừa khai thác kinh doanh cho thuê, homestay, vừa có thể định cư nghỉ dưỡng rất là tốt. Căn biệt thự hôm nay nằm tọa lạc tại vị trí khu dân cư phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nằm trên trục đường 7m5 với vỉa hè 5m. Căn biệt thự hôm nay thì diện tích là chiều ngang 9m, chiều dài gần 24m quý anh chị. Tổng diện tích là 210m², full thổ cư. Căn biệt thự hồ bơi rất là đẹp. Quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu mua căn biệt thự để chúng ta định cư nghỉ dưỡng, có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay nha quý anh chị ha. Căn biệt thự này thì quá tuyệt vời cho quý anh chị chúng ta mà đang có nhu cầu muốn kinh doanh, làm kinh doanh lưu trú, kinh doanh homestay thì quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Căn này thì có thể cho thuê theo ngày lên đến là 5 triệu đến 6 triệu một ngày nha quý anh chị ha. Có tổng cộng lên đến là 5 phòng ngủ, 6 toilet, hồ bơi và sân gara ô tô. Khu vực hồ bơi, sân gara ô tô rất rộng rãi. Căn nhà hôm nay thì diện tích là 9m nhân cho 23,3m quý anh chị ha. 210m², full thổ cư. Nằm cạnh bờ biển luôn. Một vị trí rất đẹp, cộng thêm việc một căn nhà được thiết kế bài bản như thế này. Một vị trí rất hiếm có nha quý vị ha. Căn nhà hôm nay giá bán đất và nhà chưa đến 70 triệu mét vuông. Giá đất và giá nhà chưa đến 70 triệu mét vuông. Đây là vị trí khu dân cư phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nằm cách bờ biển Nguyễn Tất Thành chỉ đúng 20 mét quý anh chị. Căn này mà nếu mà nằm biển Mỹ Khê thì giá nó sẽ rơi vào tầm hơn 100 triệu một mét vuông. Nhưng căn nhà hôm nay thì với giá bán chỉ chưa đến 70 triệu nha quý anh chị. Thiết kế mẫu mã full nội thất. Chúng ta có đến 5 phòng ngủ, 6 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Đây là khu vực không gian phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà phù hợp cho mọi đối tượng chúng ta muốn mua định cư, vừa ở vừa cho thuê kinh doanh vẫn có tiền thụ động rất là tốt nha quý anh chị. Với giá thuê căn biệt thự thì nó dao động rơi vào tầm 5 đến 6 triệu trên một ngày. Với một tháng thì chúng ta chỉ cần kinh doanh được tầm 60% thôi thì chúng ta vẫn có một doanh thu rất là tốt cho căn biệt thự hôm nay. Full nội thất luôn trong video gửi đến quý anh chị ha. Với giá bán chính xác là 69 triệu trên một mét vuông, tương đương là 14 tỷ rưỡi cho căn nhà hôm nay. Cả đất cả nhà full nội thất như thế này, một trệt và hai lầu, các không gian đẹp mê ly, đẹp đến từng cm. Đây là khu vực không gian bếp của ngôi nhà.
Nói chung căn nhà hôm nay thì giá bán vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nha. Tất cả các đồ dùng nội thất sử dụng hàng tốt. Đây là khu quy hoạch cho nên là đất phía sau chúng ta luôn luôn có lối thoát hiểm riêng. Căn nhà hôm nay thì tầng trệt chúng ta có đến 2 phòng toilet cho quý anh chị ha. Một phòng toilet chung và một phòng toilet riêng trong phòng ngủ. Đây là khu vực không gian bếp khá là rộng rãi luôn. Không gian bếp có sẵn tủ bếp, bàn đảo và khu vực bồn phòng ăn 6 ghế. Có cái view nhìn ra hồ bơi quá là tuyệt vời. Giá bán thì luôn luôn và còn thương lượng cho quý anh chị. Chúng chị chúng ta thấy căn nhà hôm nay đẹp, thật sự đẹp, hãy để lại cho Tứ Chiến một like, một comment để ủng hộ Tứ Chiến nha. Có thể chia sẻ cho bạn bè chúng ta cùng xem. Một căn biệt thự chúng ta có thể kinh doanh ra tiền, kiếm thu nhập rất là tốt nha quý anh chị. Giá bán hiện tại cũng đang rất là tốt luôn. Đây là không gian phòng ngủ phía dưới của ngôi nhà. Tất cả các phòng ngủ chúng ta đều có toilet bên trong. Phòng ngủ trang bị hết full nội thất, giường tủ chăn ga gối đệm. Phòng toilet có khu vực tắm đứng, bồn cầu và khu vực lavabo riêng. Một căn biệt thự giá quá tốt thời điểm này, luôn luôn còn thương lượng cho quý anh chị thiện chí. Quý anh chị thật sự có nhu cầu hãy gọi Tứ Chiến để chúng ta đến xem trực tiếp căn nhà hôm nay. Căn nhà thì chúng ta xem trực tiếp chúng ta mới có thể đánh giá được nha quý anh chị. Chúng ta không đang nhìn qua video, video chỉ là một phần thôi quý anh chị ha. Xem trực tiếp chúng ta sẽ có vẻ đẹp, đẹp khác lạ hơn nhiều quý anh chị ha. Có thực tế hơn. Tiếp tục thì đây là khu vực chúng ta lên tầng 2. Khu vực không gian tầng 2 chúng ta có đến là 3 phòng ngủ. Căn nhà hôm nay hợp cho chúng ta có thể kinh doanh làm homestay, kinh doanh căn hộ cho thuê theo ngày rất là tốt ha. Mỗi phòng ngủ đều full nội thất như thế này. Giường tủ chăn ga gối đệm. Điều hòa đồ tân tật có sẵn luôn quý anh chị ha. Có phòng thể dục thể thao riêng. Đây, một không gian quá tuyệt vời luôn quý anh chị ha. Phía sau nhà chúng ta đều có lối thoát hiểm. Đón gió rất là mát. Căn nhà với vị trí sát biển thì gió luôn luôn mát quý anh chị. Chúng ta ở nhà này chúng ta chỉ cần mở cửa sổ thôi. Gió mát như điều hòa luôn quý anh chị ha. Và nếu quý chị đang xem video trực tiếp trên kênh Nhật Tứ Chiến, nếu quý chị thấy video hay, hãy nhớ để lại một like, một comment để ủng hộ Tứ Chiến nha quý chị. Công ty chúng tôi vẫn còn rất là nhiều sản phẩm nhà đất, nhà đẹp tại thành phố Đà Nẵng, tòa căn hộ và khách sạn. Luôn luôn cập nhật trên các trang fanpage Zalo, Facebook. Nếu quý chị có nhu cầu tìm hiểu các sản phẩm khác thì có thể truy cập Zalo, Facebook của Nhật Tứ Chiến nha. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều sản phẩm. Nếu quý anh chị xem trực tiếp thì có thể liên hệ trực tiếp để chúng tôi dẫn trực tiếp thì sẽ thực tế hơn. Đây là khu vực ban công. Căn này thiết kế biệt thự cho nên là rất là nhiều cửa sổ để chúng ta lấy ánh sáng cho ngôi nhà. Với khu vực không gian tầng 2 chúng ta có đến 3 phòng ngủ thì rất là thuận tiện cho gia đình chúng ta nhiều thành viên ha. Không gian tầng 3 thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa. Nói chung căn nhà hôm nay thì chúng ta đại gia đình chúng ta tầm mười mấy người chúng ta vẫn có thể ok không. Và cái không gian quan trọng nhất đây, một trong những
thứ mà chúng ta gắn kết gia đình với nhau ở đây. Đây là một trong những khu vực chúng ta sinh hoạt gia đình, vui chơi, làm tiệc, nướng, barbecue ở đây. Quá là tốt không quý vị ha. Một căn nhà full nội thất như thế này, một căn biệt thự siêu sang, siêu giải trí, nghỉ dưỡng rất là tốt. Chúng ta có đến một căn phòng 3 giường ngủ và một căn phòng 2 giường ngủ. Với giá bán thì luôn luôn còn thương lượng nha quý anh chị. Quý anh chị thật sự muốn mua, hãy gọi cho tôi Chiến. Một căn biệt thự đáng xem, đáng để mua, đáng để đầu tư tại thành phố biển, thành phố Đà Nẵng. Hồ bơi sẵn sàng cho chúng ta tắm nghỉ dưỡng. Vị trí lại gần biển, view có núi nữa. Một trong những căn biệt thự, căn nhà với vị trí khá là hiếm có hiện nay, với giá bán luôn luôn rất là tốt, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị. Quý anh chị thật sự muốn sở hữu căn nhà hôm nay, hãy gọi tới Chiến nha, để chúng tôi dắt quý anh chị xem một tí căn nhà hôm nay. Căn nhà trung tâm của quận Liên Chiểu, cách trung tâm thành phố của quận Hải Châu thì chỉ mất khoảng 5 km thôi quý anh chị. Đi về quận Thanh Khê cũng mất 4 km thôi. Nơi đây thì bán kính 500m chúng ta cũng không thiếu cái gì cả quý anh chị ha. Khu vực không gian cuối cùng trên tầng 3. Vâng, mọi chi tiết quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên nha.